Nãy giờ thì On Spot im lặng và đọc từng comment của tất cả bạn bè. Phải nói rằng là chúng tôi nhận được lời khen ngợi của những khán giả, những người đã theo dõi trực tiếp trận đấu giữa U23 Việt Nam và Ulsan Hyundai. Rõ ràng 2-3 là một tỷ số mà để lại cho những người xem trận đấu này một sự tiếc nuối vô cùng lớn. Vì dù đã thua sớm 2 bàn ngay trong đầu hiệp 1, thế nhưng bằng những nỗ lực, bằng sự quyết tâm, bằng sự quả cảm và bằng sự tỏa sáng của những cầu thủ vào sân thay người như là Văn Toàn và Hà Đức Chinh thì chúng ta đã từng có thời điểm là cân bằng tỷ số xuống còn 2-2. Vậy nhưng sự lơi lỏng của hàng hậu vệ ở những phút cuối cùng đã khiến cho U23 Việt Nam rốt cuộc phải rời sân với một thất bại. Không sao cả, dù sao thì đây cũng chỉ là trận giao hữu. Và những gì mà chúng ta thu được ở trận đấu với Ulsan Hyundai chắc chắn sẽ là bài học giúp các cầu thủ U23 Việt Nam tự tin hơn trong trận mở màn gặp các cầu thủ U23 Hàn Quốc vào ngày 11 tháng 1 năm 2018, trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến với buổi họp báo sau trận. Buổi họp báo của huấn luyện viên Kim Do-hun bên phía Ulsan Hyundai và huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển U23 Việt Nam. Bây giờ thì cán bộ truyền thông của liên đoàn cũng đang sắp xếp để huấn luyện viên của hai đội, đại diện của hai đội sẽ bước vào buổi họp báo ngay bây giờ. Xin được nhắc lại là những người ghi bàn cho đội tuyển U23 Việt Nam đó là Văn Toàn và Hà Đức Chinh. Và phút cuối cùng thì chúng ta để thua thêm một bàn nữa. Kết thúc 90 phút trận đấu thì Ulsan Hyundai đã thắng các cầu thủ U23 Việt Nam với tỷ số là 3-2. Đây là một giải giao hữu và một trận giao hữu chính xác là như vậy. Và huấn luyện viên Park Hang-seo có quyền thay đổi bao nhiêu người đi chăng nữa để tìm ra những con người tốt nhất. Và cái vấn đề đầu tiên mà ông phải làm đó là phải lựa chọn ra 23 tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ sang tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Và hiện tại quân số của chúng ta thì có 26-27 người. Có nghĩa là khoảng 3-4 người nữa thì sẽ phải theo dõi đồng đội thi đấu từ Việt Nam. Số đông những khán giả đang comment tương tác thì đều dành lời khen và dành sự ấn tượng cho nỗ lực của đội tuyển U23 Việt Nam. Rõ ràng họ đã chơi rất tốt ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Những tưởng rằng là để thua sớm 2 bàn ngay đầu hiệp 1 thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ rơi vào cảnh vỡ trận. Nhưng thật bất ngờ chúng ta không những đứng vững mà thậm chí còn có những thời điểm cân bằng được tỷ số. Ulsan Hyundai không phải đội bóng yếu, họ đã từng vô địch FA Cup, từng đứng thứ tư chung cuộc K-League. Và những cầu thủ mà họ mang sang lần này cũng là những cầu thủ tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại mà huấn luyện viên Kim Do-hun có trong tay. Có thể nói là kể từ khi Văn Toàn được tung vào sân ở hiệp 2
thì lối chơi và khả năng tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam đã khởi sắc hơn rất nhiều. Văn Toàn bằng tốc độ và sự lật léo cũng như là quyết tâm trong từng đường bóng thì tạo ra không ít khó khăn cho các hàng hậu vệ của đội tuyển của câu lạc bộ Ulsan Hyundai. Không chỉ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 mà Văn Toàn một vài tình huống còn tạo ra những sự lộn xộn bằng nỗ lực của bản thân anh. Trong trận đấu này thì rõ ràng là Văn Toàn là một trong những cái tên chơi rất ấn tượng của đội tuyển U23 Việt Nam bên cạnh cả Quang Hải nữa. Chỉ tiếc rằng nếu như Công Phượng ở một vài tình huống trong trận đấu nếu quyết đoán hơn, tự tin hơn thì lẽ ra ít nhất là có một cú sút tạo ra một tình huống nguy hiểm cho khung thành của đối phương. Nhưng Phượng có hai tình huống, một là tình huống sút hụt bóng và hai tình huống xử lý có lẽ là hơi rối rắm trước vòng cấm địa của Ulsan Hyundai và bỏ lỡ mất cái cơ hội có thể tạo ra một pha ghi bàn. Như vậy là trợ lý Lê Huy Khoa đã có mặt trước, anh sẽ là người thông ngôn và chuyển ngữ cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Như vậy là người đầu tiên sẽ bước vào buổi họp báo ngày hôm nay đó là huấn luyện viên Kim Do-hun của câu lạc bộ Ulsan Hyundai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những phát biểu, những chia sẻ của ông sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và Ulsan Hyundai. Đầu tiên thì cho tôi gửi lời mong qua các bạn, cho tôi gửi lời cảm ơn đến các người hâm mộ cũng như là cầu thủ của đội U23 Việt Nam, cầu thủ của đội Hàn Quốc, Ulsan Hyundai Hàn Quốc. Họ đã chơi hết mình vì chúng ta cho đến tận phút cuối cùng, có thể nói là đã cống hiến một trận đấu khá vui. 그리고 우리 울산의 선수들은 휴가 기간인데도 경기를 위해서 나름 선수로서 잘 준비를 했던 몸가짐이라든지 일단 준비를 하면서 저는 고맙게 생각하고 있습니다. 마지막까지 보시는 동안 계속적으로 출연하셔서 고맙습니다. Về phía cầu thủ Hyundai thì tôi nghĩ là theo tôi cảm ơn họ, bởi vì là thực ra thì hai năm là đã kết thúc cái ngày kỳ nghỉ của giải vô địch quốc gia chúng tôi và đang kỳ nghỉ của họ. Tuy nhiên là với tư cách của một cầu thủ chuyên nghiệp, họ cũng đã quản lý thể lực, cái phong độ của họ và chơi đến, có thể nói là đến chơi đến phút 90 của ngày hôm nay chơi vẫn rất tốt. Còn đội Việt Nam thì chúng ta có thể thấy rằng rõ ràng là hiện nay Việt Nam đã thay đổi chiến thuật mới, và chúng ta thấy rằng là cái chiến thuật mới thì nó đã giúp cho Việt Nam gần như là chúng ta áp sát được Hàn Quốc, và chúng ta rõ ràng là thực sự là cái hiệp 2 là hiệp mà cầu thủ chúng tôi đã cảm thấy bắt đầu mệt vì cái sự thay đổi chiến thuật này. 오늘은 뭐 베테랑 선수님 모든 선수들이 뭐 경기장에서 골을 뭐 적극적인 압박이라든지 경기를 투혼을 발휘한 것에 대해서 이런 좀 베테랑 선수들이 다 잘했다고 저는 생각합니다. Về cầu thủ Việt Nam thì tôi nghĩ ngày hôm nay thì đa số các cầu thủ đến chơi rất là tích cực, đặc biệt là các bạn biết là khi bỏ ép pressing, phép pressing chúng tôi nhá, cho nên là tôi nghĩ là ngày hôm nay tất cả các cầu thủ đến chơi rất tốt. Nó rằng đây là một trận đấu mà chúng tôi nghĩ rằng là nó rất tốt để phục vụ cho cái việc là sắp tới chúng ta sẽ vào cái vòng quay ra. Ông mình đang nói về nhiều gương của huấn luyện viên Park Hang-seo. Park Hang-seo cảm ơn về cái điều kiện thiên là hay điều kiện thiên là 네, 뭐 보통은 일단 선수들하고 이렇게 조사소통이라든지 경기를 준비하는 과정이 있습니다. 축구 실리한 게 잘 준비한다고 보고 있고, 일단
저도 이제 그라운드에서 최선을 다할 수 있는 분위기를 만드는 데서는 뭐 제가 인정하는 정도라고 생각합니다. Ban giám đốc thì tôi nghĩ rằng là trong cái vấn đề trao đổi cũng như là giao tiếp với cầu thủ, tôi nghĩ đó là cái điểm mà ông ấy rất là cận kề và rất là thân mật với cầu thủ, rất là sát với các cầu thủ, cả kể cả trong cái việc là giao tiếp. Và có nói là phía Việt Nam hôm qua giờ đã chuẩn bị cho cầu thủ một trận đấu tốt. Còn trên sân thì tôi thấy rằng là ông đã tạo một cái không khí để tất cả các cầu thủ có thể đánh đua được. Đó là lý do mà tôi cũng rất là chờ đợi vào cái tương lai của đội tuyển Việt Nam. Thêm một câu hỏi nữa về ông Park Hang-seo. Trước đây thì ông Park Hang-seo đã từng, chắc chắn là ông cũng đã biết về huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi huấn luyện viên này sang Việt Nam. Vậy chúng tôi thì có lẽ rất nhiều người dân Việt Nam cảm nhận được cái nhiệt huyết, đặc biệt là cái cảm xúc ông đã thể hiện trong một số trận đấu của đội tuyển Việt Nam vừa qua. Thì ông có ấn tượng gì về cái cảm xúc mà ông Park Hang-seo thể hiện rất mạnh trong suốt trận đấu cũng như cả trong buổi tập?그라운드에서 최선을 다할 수 있는 모습을 보일 거라 저는 감히 생각하고 있습니다. Tôi cũng chính từng là tôi cũng đã từng học trò của ông Park Hang-seo, chính vì thế cho nên tôi biết là cái hình ảnh, cái gọi là cái kiểu và chỉ đạo của ông để tạo ra một cái không khí trên sân, và tôi nghĩ rằng đó là cái điều mà đánh giá cao. Trong ông đã nói về việc bị pressing đội Hyundai, bị ép pressing ở trong hiệp 2, có thể thấy là cầu thủ của ông từ thủ môn cho đến cả những tình huống ném biên cho những hậu vệ khi bị pressing thì rất dễ bị cuống trong hiệp 2. Điều gì đã xảy ra, điều gì đã thay đổi trong hiệp 2 dẫn đến việc các cầu thủ không bị cuống như vậy? Thực ra các cầu thủ chúng tôi thì thứ nhất là họ đầy đủ, hoặc họ là những người mà có đầy đủ năng lực để có thể thoát được những cái gọi là cái đè pressing của Việt Nam. Cái thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng được đào tạo cầu thủ để có thể thoát được đó là cái pressing của Việt Nam, nhưng mà tôi nghĩ hiện nay là cầu thủ Hàn Quốc hiệp 2 có thể thể lực nó bắt đầu đi xuống. Chúng tôi làm công việc đào tạo là kể cả trong chúng tôi thấy rằng là chúng tôi đã thoát được cái loại cái pressing của Việt Nam. Tôi thấy là hình như có 5 lần chúng tôi đã thoát được. Thì thế thực sự thì trong thực tế khi chúng tôi thi đấu thì chúng tôi cũng đang được đào tạo cái này khá nhiều rồi. Ông Park Hang-seo trước trận đấu này trong buổi họp báo cũng nói rằng là khi mà đá với Hyundai thì đây là cơ hội để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Hàn Quốc và vào chung kết U23 sắp tới. Vậy thì với trận đấu diễn ra như thế này thì ông có nhận thấy điều đó diễn ra không? Tất nhiên là tôi nghĩ điều đó là đúng thôi. Rõ ràng là ngày hôm nay là một cái ngày cơ hội rất là tốt cho đội tuyển Việt Nam để chúng ta chuẩn bị tích lũy kinh nghiệm.
cho cái trận đấu với cái đội U23 Hàn Quốc trong cái giải vô địch U23 cho sắp tới? Chúng tôi rất mong nhận được một câu chia sẻ rất là thẳng thắn của ông rằng là cái cơ hội gặp U23 Hàn Quốc cho trận đấu mở màn thông qua trận đấu này. Vậy với những gì, với những lời khen, với những ấn tượng mà ông đã dành cho đội tuyển của chúng tôi, vậy thì cơ hội nào dành cho đội tuyển U23 Việt Nam ở trận đấu mở màn gặp U23 Hàn Quốc? 저 솔직한 말씀 부탁드리겠습니다. 오늘 베트남 선수들은 이런 경기를 보고 과연 한국의 U23 팀에는 같이 하게 되는 결과는 어떻게 될까요? 솔직한 말씀. 솔직히 저는 한국을 응원합니다. 또 나당. Đó là tôi sẽ cổ vũ cho đội Hàn Quốc. Không, tôi muốn hỏi là cái về yếu tố chuyên môn liệu có chúng tôi có gây được bất ngờ cho đội của ông không ạ? Kết quả sao? Nếu chúng ta có thể giúp đỡ những người Hàn Quốc cho những người Hàn Quốc có thể giúp đỡ những người Hàn Quốc. Tôi vẫn nghĩ rằng là Việt Nam có cầu thủ, có năng lực để gây bất ngờ. Và thắng. Xin lỗi ông. Những cái số thì tôi có thể nói xin lỗi. Thắng có... vẫn có thể thắng được. Trong bóng đá chúng ta không thể nói trước được gì được nếu như chúng ta chuẩn bị, tùy vào thực sự chuẩn bị và tinh thần của chúng ta thôi. Thank you. Sang đi ra. Vâng, mong sẽ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Không biết các bạn có nghe rõ những gì mà huấn luyện viên Kim Do-hun của câu lạc bộ Ulsan Hyundai chia sẻ hay không, và chúng tôi xin được tóm tắt lại những ý chính mà ông thầy của câu lạc bộ Ulsan Hyundai vừa trả lời. Đầu tiên là ông phải nói một cách thực sự rằng là đội tuyển của chúng ta đã chơi rất tốt trong hiệp thi đấu thứ hai với những sự thay đổi người, với những sự thay đổi về mặt nhân sự. Và khi mà được hỏi là cầu thủ nào của đội tuyển U23 Việt Nam ông ấn tượng nhất thì một cách ngoại giao ông bảo cầu thủ nào ông cũng ấn tượng. Và bây giờ thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có mặt trong phòng họp báo, và sợ các bạn không nghe thấy thì tôi sẽ nói nhỏ thôi là những câu hỏi và những câu trả lời mà ông thầy của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chia sẻ ngay bây giờ. Câu hỏi đầu tiên là ông rút ra được điều gì sau trận đấu ngày hôm nay? Đội tuyển Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam chưa hoàn thiện. Tất cả cầu thủ, tất cả các thành viên của ban huấn luyện vẫn phải nỗ lực để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 tới đây. Mọi người có nghe thấy huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời không nhỉ? Mọi người cho biết là mọi người nghe thấy rõ không? Nếu mà mọi người nghe rõ thì thôi, mình sẽ không phải dịch lại nữa. Xuân Đạt nghe có thấy rõ không? Ok, vậy không phải dịch lại nhé. Về mặt cảm nhận cá nhân thì tôi xin nói một số cái mà chúng ta cần kinh nghiệm như sau. Cái thứ nhất là riêng cái giải đấu ở Thái Lan, chúng thấy là cái M150 chúng ta cũng bị những cái lỗi về 1m. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng bị một cái lỗi về 1m. Rõ ràng là cầu thủ cần phải có cái độ khoái hơn
rút kinh nghiệm hơn trong những việc như thế. Rõ ràng là những bàn chúng ta không có, chúng ta không cần để chúng ta phản đối. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay chúng ta rõ ràng là cái bàn thứ ba ấy, chúng ta thấy là bàn thứ ba đơn giản nói là nó là cái dường vì cái chiều cao của cầu thủ thôi. Sắp tới chúng ta đá với CD này, đá với Hàn Quốc, đá CD với Hàn Quốc, Úc, những cầu thủ mà cao hơn chúng ta rất là nhiều. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào chúng ta sửa đổi ngay được cái này. Và các trong cái quá trình chuẩn bị của đội tuyển cũng có nhiều việc cần phải làm nữa. Ngày hôm nay là một cái kinh nghiệm tốt với tất cả cầu thủ. Và ngày hôm nay các bạn thấy rõ ràng là các bạn thấy rằng là đội tuyển của họ bóng Hàn Quốc, họ chơi bóng là cái khu vực gần như giữa sân là chúng ta không bao giờ chúng ta có thể tranh chấp được tay đôi với họ. Chúng ta không lấy được bóng ở giữa của họ. Đây là một kiểu chơi bóng rất là điển hình của Hàn Quốc. Một cái kinh nghiệm cực kỳ tốt cho chúng ta, đặc biệt là vấn đề về sức. Cho nên là chúng ta phải tìm ra những cái điểm như thế này để chúng ta sửa trong thời gian sắp tới. Ông đã nói gì với các học trò của mình trong hiệp 2 và cái việc thay Văn Toàn vào sân đã thay đổi trận đấu, những cầu thủ của ông thay vào sân đã thay đổi tình hình của trận đấu như thế nào? 혹시 그 쉬는 시간에 선수한테 무슨 말씀을 했었는지 무슨 말씀을 하셨길래 완전히 후반전으로 저기 완전히 좋아지고 그리고 반도안을 반도안한테 반도안 반 황의자의 반 이걸 반 반에 투입했는데 반을 혹시 그 투입하는 이유가 좀 있을까요? 우리가 그 처음에 내가 열심히 우리가 어떤 포메이션을 두 가지 옵션을 가져간다고 생각했다. 그래서 오늘 폭탄으로 수송해보고 후반에는 스릴 배우고 바람을 해봤다. 그러면서 저는 뭐 경기장 녹음이 되네. 후반 30분 낭면을 넣어놓고 스릴 배우고 바꿔놨는데 조금 후반에 바로 2대행 숙박이 되기 때문에 조금 일이 바꿨다. Thực ra là ngày hôm nay tôi đã dự tính là chúng ta sẽ chơi hai sơ đồ. Chúng tôi dự tính là chúng ta sẽ chơi với cái sơ đồ một là sơ đồ sẽ là 4 hậu vệ, sơ đồ thứ hai sẽ là sơ đồ 3 hậu vệ. Tôi tính là chúng tôi chỉ chuyển cái sơ đồ 3 hậu vệ sau khi chúng ta vào hiệp 2 được khoảng 15 phút. Nhưng mà khi hết hiệp 1 chúng ta bị dẫn rồi, chính vì thế cho nên là bắt buộc là vào hiệp 2 chúng tôi phải đổi luôn cái sơ đồ sang sơ đồ 3 hậu vệ. Giống như 그다음에 작업을 해서 볼 정리를 해서 한준환 선수에서 이 부분을 조금 자신 있게 하루는 강조를 했고 또 우리가 세트백을 쓰게 되면 좌우 측면이 많이 열리기 때문에 측면 공략을 많이 하고 공격수로 이 공간의 스페이스를 한국 시설이 좀 키가는 크지만 스피드가 부족하기 때문에 그 공간을 많이 활용하는 Khi tôi chuyển trang mô hình vào cái sơ đồ bao vệ thì chúng ta thấy cho rõ ràng là Toàn vào sân là phục vụ cái chiến thuật này. Ở giữa hiệp thì tôi chỉ nói với cầu thủ là sao các bạn lại có thiếu tự tin như thế. Rõ ràng là chúng ta có những cái điểm mạnh, ví dụ như cái độ di chuyển, tốc độ di chuyển, cái độ giữ bóng này, và chúng ta những ưu điểm như thế, nhưng rõ ràng là các bạn đã không có cái tự tin, các bạn lót mất. Chính vì thế chúng ta bắt buộc chuyển bóng đá ba hậu vệ. Khi mà đá ba hậu vệ thì nó sẽ hai cái cánh á, khi mà cầu thủ lên thì nó sẽ hở, nhưng mà chúng ta rõ ràng thấy là cầu thủ của họ cái đội hình là khá là hậu vệ là khá là cao lớn, nhưng mà hai cánh của họ thì có khi nhiều khi là hơi chậm. Chính vì thế cho nên là tôi đã bắt buộc là đẩy hai cái cánh lên, và chúng ta sẽ sử dụng cái không gian phía sau rất là lớn ở cái phần hậu vệ của họ. Và tôi nghĩ rằng là về hiệp 2, các cầu thủ đã tuân thủ đúng cái chiến thuật của tôi, và đặc biệt là cái sự cân bằng giữa hàng hậu vệ đã tốt rất nhiều. Hai vấn đề chính là uy hiếp. Đội tuyển cũng mà tham gia cũng hiện 80분 이후에 실점이 많다. 그 부분은 뭐 체력적인 부분이 떨어지면 집중력도 상실되는데 오늘도 똑같은 그 우리의 문제점을 우리
중동 또 보면 그 문제점이 포함되고 후반 89분 이후에 종료 직전에 실지만 거는 이 부분은 어떤 식으로든 정신적으로 극복을 하든 아니면 체력적으로 어떤 극복을 하든 이 부분은 반드시 보완해야 된다고 생각합니다. Ờ, có một vấn đề chung nữa kể cả đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển U23 đó là từ phút 80 thì thua bạn rất nhiều. Chúng ta thấy rõ ràng lý do nó tại thua là bởi vì thứ nhất là sức tập trung cái lắm tiền được của cầu thủ nó đi xuống. Cái thứ hai nữa khi mà được đi xuống thì cái độ tập trung cũng như là cái khả năng di chuyển nó chậm đi rất là nhiều. Tôi nghĩ đây là một cái vấn đề bắt buộc trong thời gian sắp tới chúng ta khắc phục, hoặc chúng ta khắc phục vấn đề thể lực, hoặc chúng ta khắc phục vấn đề tinh thần ý chí. Đây là cái điều chúng ta sẽ phải sửa. Sau giải 150 và này cũng nghĩ là đối thủ sắp tới đã nghiên cứu và biết cách chơi ví dụ cầu thủ tốt của bạn Việt Nam. Anh nhạc Kribo, em hắn thấy cũng về thấy cũng là em về World Cup Kribo ổn định kiếm kiếm không hề đó. Sáng tết team thì cũng như team này về chúng ta kiếm kiếm ở trên đường đi ăn được gì à là lấy suy lớn cần kiếm à là cả Tôi cũng khá lo, tôi cũng thực ra đây là một vấn đề của tôi cũng đã đi trước rồi. Nhưng mà các bạn cũng biết là các bạn những trận đấu ngày hôm nay là được truyền hình trực tiếp về Hàn Quốc đấy. Chính vì thế cho nên là có nhiều cái chúng ta cũng chặn được, ngăn chặn được. Nhưng có nhiều cái thực sự là chúng ta, những tình hình như thế này thực sự cũng khá là khó cho chúng ta. Chúng ta phải xây dựng phương án nào. Tất nhiên là tôi cũng đã có cái, tôi cũng có suy nghĩ về điều này và có sự chuẩn bị. Nhưng mà có những cái chúng ta thi đấu thì bắt buộc là đối thủ họ sẽ tìm cách cũng hiểu chúng ta thôi. 그런 점도 우리가 그렇게 보여준 점도 있지만 우리가 오늘 첫 경기 한국전을 상대해서 우리 선수들이 어떻게 한국하고의 상대했을 때 어떻게 해야 된다는 부분은 우리 선수들도 실감했을 것이고 또 리그를 통해서 한국의 어떤 스타일이나 선수는 틀리지만 성향이나 이런 걸 알았기 때문에 오늘 경기 비디오를 분석해서 선수들하고 보면서 그런 부분에 우리가 또 얻은 그 오늘 경기 한국을 상대로 하면서 스타일에 대해서 우리 선수들이 적응하고 얻은 점도 많다. 일단 좋은 준비 과정에 그런 점도 있지만 소득도 있다. Tất nhiên là chúng ta cũng có cái mốc đó là chúng ta cũng có thể là người ta sẽ lấy thông tin của chúng ta, nhưng cái vấn đề chúng ta cũng rất là nhiều, đó là ngày hôm nay rõ ràng là các cầu thủ được chơi bóng với những cái cầu thủ Hàn Quốc mà theo đúng theo cái kiểu của Hàn Quốc, chúng ta cũng biết là cầu thủ có thể khác. Nhưng cái kiểu chơi bóng thì đặc thù để chơi bóng của Hàn Quốc là rất là rõ. Ngày hôm nay các cầu thủ sẽ hiểu rất rõ những cái kiểu chơi bóng của Hàn Quốc. Và tôi nghĩ rằng là sau này chúng ta cũng làm cũng thích phân tích video nữa. Qua đó chúng ta sẽ biết là Hàn Quốc họ chơi như thế này thì chúng ta rút kinh nghiệm. Đây có thể là câu trả lời đây có thể là chúng ta cũng có bắt chúng ta rút kinh nghiệm. Để ông bớt đi những lo lắng về mặt chuyên môn thì bây giờ sẽ là một câu hỏi bên lề thôi. Và những cái số áo ngày hôm nay của các cầu thủ thì được xáo trộn một cách có chú ý không? Có thông điệp không? Hay là chỉ ông thích là ông đổi thôi ạ? Hôm nay 100번 문제인데요. 100번 오늘 완전히 싹 바꿨다고 해요. 이건 이걸로 바꾸는 것인지 아니면 어떤 의사로 바꾸는 것인지. Cái này thì có lại thôi, các anh cũng đoán được rồi mà. Tại sao ạ? Xin phép hỏi thêm ông một câu bên lề nữa. Khán giả Việt Nam rất nhiều người đã cảm nhận được cái nhiệt huyết và cái cảm xúc rất mạnh của ông trong quá trình huấn luyện cũng như trong quá trình chỉ đạo trận đấu. Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm về điều này, và nếu như ở một giải đấu chính thức chúng ta làm nên bất ngờ thì liệu có một cái cảm xúc nào bùng nổ hơn như thế nữa không? Trong huấn luyện quá trình tôi cũng có, hôm nay tôi cũng biết đó là kiến kỳ luôn, huấn luyện quá trình tôi cũng có. Còn hôm nay thì kiến kỳ, chân sĩ kiến kỳ tôi hoàn toàn biết đó là hết sức chỉ mà, biết đó là hết sức chỉ mà.
감독님의 열정, 특히 경기장에서 지지라든지 감정 표현이라든지 그거는 굉장히 너무나 열정적이라서 혹시 뭐 우리가 또 몰선에 들어가서 또 한 경기라도 이긴다면 그다음에 더 효과적으로 되지 않을까요? 그 감독은 뭐 경기에 이길 수도 있고 이길 수도 있고 이길 수도 있는데 뭐 나는 그는 감정에 대한 공격을 많이 노력하지만 이겼을 때도 기분이 좋지만 또 졌을 때도 뭐 또 경기 내용이 좋으면 또 기분 좋을 수도 있다. 그렇지만 오늘 우리 선수들한테는 제가 가장 이렇게 많이 주문하고 어떤 행동을 취하는 것은 우리 한국 스타일 스타일에 가서 강하게 부닥쳐라, 같이 싸워라, 그다음에 집중 정신력에 어떤 집중하라는 이런 부분에 대해서 제가 좀 그 액션이 좀 지나칠 수도 있었다. 그런 부분을 강조하기 위해서 우리가 그렇지 않으면 우선 그렇게 하지 않으면 사람들한테 이길 수가 없기 때문에 경쟁할 수가 없기 때문에 đó là huấn luyện viên mà đã thi đấu thì có thể chúng ta thắng này, có thể chúng ta hòa, chúng ta chơi có thể chúng ta thua. Thì thắng thì chúng ta có quyền thể hiện cảm xúc vui. Nếu chúng ta thua, nhưng mà nếu như thua chúng ta thua theo cái kiểu là nội dung trận đấu ngày hôm nay chúng ta tốt thì chúng ta vẫn có quyền vui. Cái việc mà thể hiện cái cảm xúc đó thì có thể là tôi cũng đang cố gắng nỗ lực để làm thế nào để kiềm chế, để hạn chế bớt những cái cảm xúc của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng là nó cũng khá là khó. Đặc biệt ngày hôm nay thì các bạn biết là khi mà thi đấu với đội Hàn Quốc thì trên sân là tôi có những hành động nó hơi quá. Bởi vì tôi yêu cầu cầu thủ là phải chiến đấu mà nó là phải chiến đấu với cái cầu thủ Hàn Quốc thì như thế mới thắng được. Tức là mình phải cố gắng, mình phải truyền một cái tinh thần nào đó cho cầu thủ thì họ mới có đủ cái tinh thần để sức để mà cạnh tranh, để mà đấu lại đối với đội kia. Tôi nghĩ đó là cái mục tiêu của tôi muốn. Áp dụng từng cá nhân kết thúc. Có lẽ trong thời gian sắp tới tôi phải tìm một cách nào đó để gọi là kiềm chế một chút. Ông Bắc ơi, tôi quá kém trong cái việc đọc được cái suy nghĩ của ông, vì sao ông lại đổi số áo? Ông có thể giúp tôi trả lời câu hỏi đấy được không ạ? Tôi vẫn chờ. Nó chỉ là bên lề thôi. Ok, em đã hiểu. Vâng, một câu hỏi ạ. Ông có thể nói rõ hơn về cái lối chơi Hàn Quốc điển hình được không? Hàn Quốc team này, play style trong những game trên game. Ừ. 한국 대표팀뿐만 아니라 한국 스타일은 한국에서 오랫동안 거의 30년 동안 지도자로 생활을 해왔기 때문에 일단은 기술도 좋고 또 전진도 좋고 또 특히 어떤 체력 정신력에서 오는 체력적인 싸움에서 굉장히 강하다. 그래서 한국 팀이 월드컵에서 이런 방어들하고 그 체력적으로 강할 수 있는 부분이 경쟁력이 되는 부분이기 때문에 그런 부분이 우리 한국 축구가 그래도 월드컵에 진출하고 유럽에서 진출할 수 있는 그런 부분이 굉장히 경쟁력이 체력적인 부분, 기술도 마찬가지겠지만 저는 또 선수가 각자의 감독이나 어떤 전선적으로 임무를 주는 수행 부분에서 그런 걸 수행할 수 있는 이모 능력이 굉장히 강하다. 그래서 그 한국의 특징이다. 일단 보면은 Thực ra thì đây là style không chỉ của đội tuyển quốc gia đâu mà cả cái đội bóng Hàn Quốc, cái kiểu chơi bóng của thế cả cái nền bóng đá Hàn Quốc nó là như thế. Tôi 30 năm làm huấn luyện viên Hàn Quốc mà tôi biết. Đầu tiên chúng ta nói về mặt kỹ thuật, họ cũng là những người chơi rất là kỹ thuật. Cái gọi là cái năng lực tổ chức trận đấu cũng rất là tốt, và đặc biệt là vấn đề về thể lực. Nhưng mà thể lực đây là cái ý chí chơi bóng này nó là rất là mạnh. Đó là nó lý do tại sao mà người Hàn Quốc thì có thể là vào chơi được ngang ngửa, thậm chí là ngang ngửa với một số cái đội mà ở trong các cái trận kỳ World Cup. Chúng ta thấy rằng là thậm chí là một số cầu thủ bây giờ họ chơi được cả ở châu Âu. Đó là cái sức mạnh về tinh thần cũng như cái sức mạnh về thể lực, đó là cái tạo ra sự khác biệt để cho các cầu thủ Hàn Quốc họ có những cái bước vượt trội như thế. Ngoài ra thì các cầu thủ Hàn Quốc họ có một cái năng lực rất là tốt để có thể nói là tiếp thu và thực hiện đầy đủ những cái yêu cầu về mặt chiến thuật của những cái đội bạn.
chúng ta đã kết thúc phần trả lời họp báo của Lê Văn Park Hang Seo. Nhận được rất nhiều những câu hỏi, những quan tâm của giới truyền thông và cũng không hề giấu giếm, và huấn luyện viên Park Hang-seo đã trả lời một cách thẳng thắn tất cả những câu hỏi mà phóng viên và báo chí đã đưa ra. Và một trong những cái vấn đề rất thú vị mà ông Park không trả lời trực tiếp, nhưng mà chúng ta qua đó chúng ta có thể thấy cái sự khôn khéo của nhà cầm quân người Hàn Quốc, đó là việc ông đã hoán đổi và xáo trộn các số áo của các cầu thủ. Tại vì sao đúng là như vậy? Đúng là bởi vì trận đấu này đã được truyền hình trực tiếp về Hàn Quốc, và rõ ràng thì không bỏ lỡ cơ hội, các thành viên ban huấn luyện của đội tuyển U23 Hàn Quốc sẽ theo dõi trận đấu này để nhìn ra lối chơi và con người của đội tuyển U23 Việt Nam, và chỉ có cách là xáo trộn các số áo thôi thì đối phương mới bị tung hỏa mù và không nhớ ai vào với ai. Ngoài ra thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chỉ ra rằng là đội tuyển của chúng ta cần phải tập trung ở những thời điểm cuối cùng của trận đấu, từ phút thứ 80 trở đi, khi mà không chỉ là đội tuyển U23 đâu mà cả đội tuyển Việt Nam nữa luôn liên tục để thua những bàn thua ở thời điểm mà chúng ta gần như là không có cơ hội để vùng lên và gỡ hòa. Và ngoài ra thì trong cái trận đấu với cả Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam cũng để thua một bàn thua ở trên chấm phạt đền, ngày hôm nay cũng vậy. Và đó cũng là một trong những điều mà các trung vệ của đội tuyển U23 Việt Nam cần phải khắc phục nếu muốn tạo ra được bất ngờ tại vòng chung kết U23 tới đây. Một lần nữa thì ông huấn luyện viên Park Hang-seo đã khẳng định rằng trận đấu gặp Ulsan Hyundai chính là một trận đấu rất tốt để chúng ta nhìn ra được cái lối chơi của U23 Hàn Quốc. Đây, trận đấu này, trận đấu gặp Ulsan Hyundai là một lối chơi điển hình của người Hàn Quốc. Và những trận đấu kiểu như vậy, những đối thủ như vậy sẽ giúp chúng ta có được nhiều bài học hơn trong chặng đường ở vòng chung kết U23 tới đây. Và có rất nhiều những chia sẻ khác nữa của huấn luyện viên Park Hang-seo, tuy nhiên trong một thời gian ngắn thì chúng tôi không thể tổng kết được hết. Và hy vọng rằng là với những gì mà các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện trong trận đấu này và những bài học họ rút ra được sau 90 phút trên sân vận động Hàng Đẫy sẽ giúp đội tuyển U23 Việt Nam tự tin và có được lối chơi, khắc chế được lối chơi của đội tuyển U23 Hàn Quốc, đối thủ đầu tiên mà chúng ta sẽ phải chạm trán tại vòng chung kết U23 châu Á vào ngày 11 tháng 1 năm 2018. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả anh em bạn bè OnSport đã theo dõi những buổi live stream của chúng tôi ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong các buổi tập tiếp theo của đội tuyển U23 Việt Nam. Bây giờ thì chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon và hướng tới ngày làm việc cuối tuần, ngày thứ 6. Xin chào và hẹn gặp lại.